Liên Quân Mobile, thắng bại tại kỹ năng. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với giải đấu APL, giải đấu Liên Quân Mobile hàng đầu của Thái Lan. Trong ngày đầu tiên của tuần thi đấu thứ 5 sẽ diễn ra 3 trận đấu. Toyota Diamond Cobra đối đầu Wokboy Fighting Fish, Buriram United gặp Mega X Nation. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với trận đấu giữa AHQ và EVOS W. Sau màn comeback cực mạnh ở tuần thi đấu trước với sự ăn khớp của 5 thành viên người Thái Lan thì ở trận thi đấu này, ban huấn luyện của AHQ tiếp tục để 2 thành viên người Hàn Quốc trên ghế dự bị. Sau đây sẽ là diễn biến chính của ván đấu đầu tiên. Nó nun cùng Moss đang tiến vào rừng để cướp rừng. Mona Lisa băng tới và Nongyo bị hạ sát bởi vì anh ta quá đơn độc. Điểm chiến công đầu dành cho Moss. Chiến thuật Tulen đi đường đã phát huy hiệu quả khi anh ta dọn lính nhanh và hỗ trợ cho người đồng đội của mình có được chiến công đầu. Sức ép của Nonun khiến cho lữ bố của Shadow rất khó thở. Bây giờ Mona Lisa băng vào, hất tung được hai người, mắt bão tuyệt đẹp và double kill dành cho Anette. NT bây giờ mới tới nhưng có vẻ như anh ta sai rồi bởi vì EVOS có 4 người và NT sẽ là điểm hạ gục tiếp theo. Với những lợi thế ban đầu thì Moss và những người đồng đội đang lăn cầu tuyết rất mạnh. Họ đã bóc hết dàn trụ ngoài của bên phía AHQ. Họ có 3 con rồng và một con tà thần xê ra. Bây giờ thì EVOS đang muốn tiến vào để lấy được những cái đường lính siêu cấp. Nakroth cũng đang thể hiện sức mạnh vượt trội ở đấu trường chuyên nghiệp khi anh ta hơn Nongyo 2 level và bây giờ anh ta băng vào nhưng không ám sát được Nongyo. Mona Lisa phải nằm xuống để mạng gục đầu tiên dành cho bên phía AHQ. Nhưng phía này EVOS có 4 người, mắt bao để ép góc và cai trụ đường lính siêu cấp đầu tiên dành cho EVOS. Đầy đủ cả 5 thành viên, EVOS đang muốn lấy những đường lính siêu cấp tiếp theo. Trụ đường giữa rất thấp máu, trụ đường trên cũng không khác. Quim băng vào với đoạt mệnh xích nhưng ta phải trả giá. Đường lính siêu cấp thứ hai đã có. AHQ muốn tấn công nhưng cây SSI địa giam vào mắt khán giả và anh ta đã phải nằm xuống. Mona Lisa trở lại, tao đã bị nằm xuống. NT là người thứ tư và Shadow sẽ là người thứ năm. EVOS mất 2 người nhưng họ còn 3 lính vừa đến. Đường lính siêu cấp thứ ba đã có và sẽ là chiến thắng dành cho EVOS ở trong ván đấu đầu tiên này. 1-0. Sau ván đấu đầu tiên giành MVP, Moss tiếp tục có Anette cho mình. EVOS có một đội hình với những vị tướng nổi đình nổi đám ở phiên bản trước là Van Heen, Quicknap cùng Omen. Trong khi đó lần này ở bên phía đội xanh, AHQ có cho mình đội hình rất mạnh ở meta hiện tại với Sephera, Richter, Bandung cùng với đó là Ryoma và Zeal sẽ là lựa chọn của họ ở vị trí đi rừng. Tao cùng Moss đang nấp ở trong bụi nhưng có vẻ là AHQ biết. Tao băng vào hất tung rất đẹp, một combo với auto và vật tổ vỗ tất và Moss nằm xuống. Chiến công đầu dành cho KSSA. AHQ vừa ăn được con rồng đầu tiên của ván đấu và bây giờ họ tiến thẳng vào rừng của đối phương để cướp bùa xanh. Mona Lisa giữ được bùa xanh nhưng không giữ được mạng của chính mình. 3-0 cho AHQ. Tao băng vào đầy tự tin bởi vì có Nongyo ở đằng sau và nói muốn về nhưng phong ba của Nongyo không cho anh ta làm điều đó. Mona Lisa tới nhưng anh ta không đòi được nợ máu mà là điểm double kill dành cho người đi rừng bên phía đối phương. Phía dưới này thì Quim đang rất thấp máu nhưng Quim bắn được và Shadow mới là người phải nằm xuống. Nhưng cái địa giam này thì nó đã khiến cho Quim không thể về được nữa. Thêm một điểm hạ gục nữa dành cho KSSA. Moss đang cố gắng dọn dẹp nốt tân lính nhưng Nongyo và Shadow đến quá nhanh. Mắt bão rất thông minh thêm cả tốc biến để có thể lùi về nhưng Shadow tốc biến theo. Nongyo băng vào, anh ta có điểm hạ gục. Nó nên tới nhưng bốc hơi quá nhanh. Hai điểm hạ gục tiếp theo dành cho Nongyo. Và cái trụ đầu tiên ở khu vực đường dưới này sẽ dành cho bên phía AHQ. 4 thành viên bên phía EVOS đang tấn công con rồng bão chúa. Trong khi đó ở phía đường trên, Wanoi bị bắt lại bởi 4 thành viên khác của AHQ. Và EVOS đã có được con rồng bạo chúa này khi mà tao băng vào nhưng chẳng thể làm gì bởi cái mắt bão quá thông minh đến từ Moss. Quim cùng Mona Lisa vẫn quyết định đuổi theo và tao sẽ phải nằm trong pha này. Trong khi đó trong hang con tà thần, KSSA và những người đồng đội đang ăn nó. Và sẽ là một tình huống trao đổi mục tiêu giữa AHQ và EVOS trong tình huống này. KSSA băng vào với vật tổ vỗ tất và Quim bị bốc về. Quim đã phải nằm lại, địa giam không chính xác. Nhưng AHQ đang có 4 người ở đây và họ muốn tấn công vào đường giữa. Họ sẽ lấy đi cái trụ đầu tiên ở khu vực đường giữa này. Moss và Nonun đang là người phòng ngự nhưng tao tới từ bên hông. Nonun đã là người phải nằm xuống tiếp theo. Cái trụ đầu tiên ở khu vực đường giữa đã có và AHQ vẫn chưa muốn dừng lại. Họ muốn tiếp theo. KSA tiếp tục tốc biến và băng vào với vật tổ vỗ tất và sẽ phải nằm xuống đến từ Moss khi tao băng vào rất dũng mãnh. Nhưng tao cũng đã phải nằm lại dưới sức sát thương của Mona Lisa. Vẫn còn đủ 4 người. Bây giờ thì Wanoi mới quay trở về để phòng ngự. Một tình huống sát vực vào người của NT. Phía này thì Mona Lisa phải nằm rồi. Wanoi cũng phải tốc biến qua tường để lùi về. Hết lính nhưng đó vẫn là 4 thành viên bên phía AHQ đang trực chờ ở đây. Lính bây giờ tiến vào. Quim đã sống lại, Quim đang được chơi. Nhưng ở phía này thì Wanoi thấp máu rồi và NT có điểm hạ gục. Nongyo băng vào, đường lính siêu cấp đầu tiên.
thêm keo tù và Quim lại một lần nữa phải nằm xuống. Nó luôn tiến ra và anh ta ngăn cản được việc muốn kết thúc trận đấu này của bên phía AHQ. Bốn thành viên bên phía AHQ đang tổ chức một cuộc đi săn tốc biến đến từ KSA nhưng vật tổ vỗ tất vào tường. Quim nằm xuống nhanh quá, Moss cũng không khác. Mona Lisa băng vào khiến cho Shadow thấp máu nhưng anh ta có thể lùi về. Nhưng Mona Lisa thì mất đi giáp hộ mệnh và tỉnh lại thì cũng nằm luôn. 3 điểm hạ gục cho AHQ và họ tiến thẳng vào hang con rồng bạo chúa. Thả rồng tiên phong ở khu vực đường trên. Nông Yo đang là người được cắt cử ra để bảo vệ con rồng này nhưng anh ta không biết rằng nó luôn cùng Moss nấp ở trong bụi. Anh ta bị bắt lại bởi ngục tù Vĩnh Hằng và Zeus nằm xuống mà chẳng thể làm được gì cả. Nhưng các thành viên còn lại bên phía AHQ nói rằng họ lo được. Khi mà ở đường dưới, Wanoi bị solo kill bởi Tao với Richter. Trong khi đó ở đường trên, KSSA, NT cũng Shadow đã tiêu diệt 3 thành viên còn lại bên phía EVOS. Chỉ còn Moss là người sống sót cuối cùng bên phía EVOS mà thôi. Trong khi đó thì AHQ tiến vào, lấy được 3 đường lính siêu cấp. Và còn đó là cả con rồng tiên phong. Lính tiến vào, Moss thì không phải nằm xuống, nhưng anh ta chẳng làm được gì. Một đều bước vào ván đấu quyết định, đã có những quân bài mạnh được hở ra. Darcy cho EVOS và Veres cho AHQ. Nông Yo mang Slim trở lại vị trí đi rừng, còn Wanoi bất ngờ sử dụng Lindis ở vị trí đường đơn. Ai sẽ giành chiến thắng trong trận đấu này? Chúng ta hãy cùng đến với những diễn biến chính của ván đấu quyết định. Bước vào ván đấu quyết định, cả hai đội đều đang triển khai một lối chơi chậm và chắc. Đáng chú ý với Malok ở khu vực đường giữa thì Darcy trong tay của Mona Lisa thường xuyên được nhường thêm cả tài nguyên ở khu vực đường giữa nữa. Một tình huống ném lao cơ khí chính xác đến từ Nông Yo. Moss băng vào, luyện ngục rất đẹp khi nó hất tung được nhiều người. Địa giam cũng trúng hai người nhưng Moss thấp máu quá và anh ta phải lùi về. Phía này thì Nonon cùng Mona Lisa đang đuổi theo KSA nhưng quá thiếu sát thương đến từ các thành viên bên phía EVOS. Mona Lisa đang cố gắng lùi về còn NT thì đuổi theo. Và con cá này nó sẽ đem lại chiến công đầu dành cho NT. Wanoi đang bắn liên tục vào người của Tao và khiến cho anh ta phải lùi về trụ. Mona Lisa tới bật du anh thứ nguyên nhưng một phát xử lý rất công kênh đến từ Mona Lisa. Anh ta bị kéo lại trong trụ và anh ta nằm xuống luôn. Không hiểu sao Mona Lisa trong tình huống vừa rồi lại nhất dương chỉ vào người của Thên trong tay của KSSA. Bây giờ thì Wanoi phải lùi về. KSSA băng tới rất nhanh, hất tung được và băng trụ đến từ AHQ. Tình huống băng trụ này gọn gàng hơn rất nhiều và hai điểm hạ gục dành cho AHQ trong tình huống này. Lao cơ khí chính xác đến từ Nông Yo. AHQ đang muốn băng trụ với 3 thành viên đang được bắn đến từ Nông Yo nhưng anh ta bị hất về bởi vật tổ vỗ tất và bị dứt điểm bởi cái ma trận thứ nguyên đến từ Mona Lisa. NT tốc biến vào, dứt điểm được 2 thành viên nhưng cũng bị bốc về và bị Mona Lisa dứt điểm. 2 đổi 2 trong tình huống này. Nông Yo cùng KSSA đang ở trong hang để ăn con rồng bạo chúa. Trong khi đó thì Tao đang đứng ở đây để chặn đường. Địa giam không mang quá nhiều ý nghĩa. Tao kéo được Wanoi về và anh ta dứt điểm được người chơi xạ thủ bên phía đối phương. Con rồng bạo chúa này chắc chắn sẽ dành cho các thành viên bên phía AHQ. Có được con rồng bạo chúa, bây giờ thì AHQ muốn tấn công. Tao đang lấn rất sâu vào phần sân rừng của đối phương. Anh ta có một tình huống bị bốc bởi Moss và thêm cả luyện ngục được sử dụng đến từ Nonon. Quim tới với một lượng máu còn rất thấp, bật thủy thần lên. Nhưng các thành viên bên phía EVOS đang quá thiếu sát thương. Trong khi đó thì Nông Yo đang được free shot. Anh ta đã bắn gục được hai người. Mona Lisa bật du anh thứ nguyên để lùi về. Nhưng khi hết du anh thứ nguyên cũng là lúc mà Mona Lisa phải nằm xuống. 3 điểm hạ gục dành cho AHQ. Họ lấy thêm được một cái trụ 2 ở khu vực đường dưới. Và Shadow sẽ lấy thêm cái trụ 2 này ở khu vực đường giữa. Đang tiến vào rất mạnh mẽ đến từ AHQ. Wanoi bốc hơi quá nhanh. Đường lính siêu cấp đầu tiên. Và sẽ là đường lính siêu cấp thứ 2 mà cũng chẳng cần đến đường lính siêu cấp thứ 3 nữa. Khi Moss cũng như ván này sẽ còn sống để chứng kiến cảnh AHQ phá nhà. 2-1 dành cho AHQ là kết quả của trận đấu này. Ở các trận đấu còn lại của ngày thi đấu đầu tiên, Buriram dễ dàng giành chiến thắng 2-0 trước đội cuối bảng Mega X Nation. Toyota Diamond Cobra cũng có chiến thắng 2-0 trước Workboy Fighting Fish. Với kết quả này, Buriram và Toyota Diamond Cobra đã củng cố hai vị trí dẫn đầu của mình trước trận đấu tâm điểm. Còn AHQ sẽ tạm thời có được vị trí thứ 3 do thi đấu nhiều hơn Baza Gaming một trận. Ngày thi đấu thứ 2 của tuần 5 sẽ diễn ra hai trận đấu. EVOS W gặp AHQ Black Forest và sau đó sẽ là trận đấu tâm điểm giữa hai đội dẫn đầu Buriram United và Toyota Diamond Cobra. Những diễn biến hấp dẫn nhất của trận đấu này sẽ được chúng tôi tường thuật lại và gửi đến quý vị và các bạn trên các kênh sóng của Garena Liên Quân Mobile. Subscribe ngay Garena Liên Quân Mobile và ấn chuông để nhận tin về quà miễn phí, tướng và trang phục mới cùng giải eSports đỉnh cao.